Dạ vâng, tượng gỗ sưởng Nguyễn Hồng bên em xin gửi lời chào đến tất cả anh chị ạ. Trong video ngày hôm nay thì em hãy đưa lên một tác phẩm rất là đẹp. Và đây là một tác phẩm hàng siêu VIP, một tác phẩm hàng đỉnh cao chị nhá. Được bên em chế tác trên một phôi gỗ chắc đỏ đen. Và như anh chị đang nhìn thấy tổng quan tác phẩm, đó là một tác phẩm cụ Đạt Ma hàng song long. Với dáng thế của cụ là dáng thế khất thực. Và tác phẩm này của bên em thì có tổng chiều cao là 1m02, chiều ngang của tác phẩm là 37 và chiều sâu của tác phẩm là 28. Và dựa trên một cái dòng gỗ chắc đỏ đen thì như anh chị đam mê đồ gỗ cũng đã biết rồi đúng không ạ? Cái dòng gỗ chắc đỏ đen cũng đang đứng top trên thị trường và là một cái dòng gỗ chơi cực kỳ là bền và có màu sắc màu đỏ, màu đen đan xen lẫn nhau rất là đẹp. Và như anh chị đang nhìn thấy đó là một tác phẩm hàng đỉnh cao đúng không ạ? Hai chú rồng và đục tốn rất là dày công. Và tác phẩm này cao lên tới là 1m02 với một tác phẩm gỗ chắc đỏ đen cao lên tới 1m02 thì chia sẻ tới anh chị đó là một tác phẩm hàng rất là VIP đúng không ạ? Vâng, và em cũng sẽ trước khi di chuyển máy quay tiến sát lại gần tác phẩm thì em cũng sẽ chia sẻ một chút về xưởng tượng gỗ được đúng không ạ? Vâng, hai cơ sở của bọn em thì đều nằm trên quốc lộ 38, là nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, với hai số hotline quen thuộc của bọn em là 0987 336 318 và 0936 336 318 anh chị nhé. Và cơ sở của bọn em là chuyên chế tác những dòng gỗ khác nhau, những dòng gỗ quý hiếm gốc cây, ví dụ như gỗ Hương Ta Gia Lai, gỗ Vương Mộc Tử Đàn, gỗ Xưa Bắc Đỏ, gỗ Cẩm, gỗ Bách Xanh, gỗ Xá Xị, vân vân, còn nhiều những cái dòng gỗ khác nữa. Vâng, và ngay sau đây không để anh chị chờ đợi lâu thì em trai sẽ di chuyển máy quay tiến sát lại gần tác phẩm để cùng anh chị có thể thưởng lãm kỹ hơn từng cái đường nét đục và cũng như là chất vân chất gỗ tác phẩm anh chị nhé. Vâng ạ, và với một tác phẩm đẹp như thế này thì chắc chắn rằng bên em cần phải lựa chọn, thứ nhất là về phôi gỗ, thứ hai là lựa chọn những người thợ có tay nghề cao, có kinh nghiệm cao, đứng top 1 làng nghề để chế tác lên anh chị nhé. Và như anh chị đang nhìn thấy trung tâm của tác phẩm đó là ngài Đạt Ma với dáng thế khất thực. Vâng, thân hình của ngài là liền hết anh chị nhé, thân hình của ngài là liền hết này. Và với tác phẩm này thì bên em có phải chấp ghép một chút thôi, những cái phần áng mây nho nhỏ thôi. Vâng, một phôi gỗ hàng đỉnh cao rất là đẹp đúng không ạ? Và tác phẩm này chia sẻ thật anh chị, lặng tới 25kg anh chị nhé. Vâng, một phôi gỗ chắc, vâng, lặng tới 25kg thì anh chị có thể hình dung là nó có giá trị như nào đúng không ạ? Vâng, và như anh chị nhìn ngắm kỹ hơn lại gần tác phẩm thì đầu tiên em nói đến thần thái của cụ anh chị nhé. Với thần thái anh chị nhìn ngắm này, vâng, nét băn những cái sợi râu bên em tỉa tơi đều tăm tắp anh chị nhé. Vâng, thần thái của cụ thì cực kỳ là dữ tợn, rất là đẹp đi ạ. Từ cặp mắt sống mũi của ngài thôi, vâng, với ánh mắt của ngài thì anh chị nhìn ngắm đi ạ. Vâng, thần thái lộ ra một đúng không ạ? Một tác phẩm nhìn rất là chân thực. Và cặp lông mày em cũng đã tỉa tơi từng sợi anh chị nhá, rất là đẹp. Và cụ là với một dáng thế rất là gầy gò, cho nên là bên em cũng đã đục phô ra những cái bộ xương ở trên ngực của cụ đi ạ. Vâng, nét băn rất là đẹp, từ những cái chi tiết trên tà áo em cũng đã làm rất là kỹ càng anh chị nhá. Thân hình thì của cụ thì cực kỳ là cân đối với một tác phẩm đi ạ. Vâng, cụ đang đứng với một dáng thế rất là khất thực thì tà áo của ngài cũng rất là phiêu, cũng rất là mềm mại đúng không ạ? Gấp lép mềm mại, sắc nét uyển chuyển. Và trên tay của ngài, một tay trái thì cụ của ngài thì đang cầm một chiếc bát, và tay phải của ngài thì như thường lệ vẫn cầm một cái cây gậy phương trượng đúng không ạ? Những cây gậy phương trượng này bên em cũng đã đục tỉa những cái mấu mắt rất là kỹ càng, nhìn rất là tuyệt vời cho một tác phẩm ấy nhá. Và đặc biệt phôi gỗ màu đỏ màu đen đan xen lẫn nhau, cái phô ra cái chất vân của gỗ rất là đẹp. Và cái gỗ chắc đỏ đen thì nó cực kỳ là có giá trị và giá thành rất là cao. Và với tác phẩm này thì bên em giao lưu cùng với đại gia đình của mình với giá chỉ là 30 triệu đồng và bên em bao vận cho anh chị toàn quốc nhá. Và 30 triệu đồng với một tác phẩm đẹp như thế này chỉ có tại xưởng chế tác thôi nhá. Và không qua một khâu trung gian nào. Vâng, và em sẽ di chuyển máy quay lại gần một tác phẩm nữa để cùng anh chị có thể thưởng lãm kỹ hơn. Vâng, với tác phẩm này thì em đục hai chú rồng. Vâng, hai chú rồng như anh chị cũng biết rồi ạ, rồng tượng trưng cho tứ linh long luân quy phụng, và rồng thì có sức mạnh vô biên, trấn trạch trừ tà, mang lại những cái vượng khí, mang lại những cái niềm vui, những cái may mắn và xua đi những cái âm khí cho gia đình của mình. Và anh chị nào làm trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng không nên bỏ qua tác phẩm này anh chị nhá. Vâng, và như anh chị nhìn ngắm ạ, thần thái của chú rồng này, vâng, nhìn rất là dữ tợn đúng không ạ? Và đầu rồng thì bên em cũng đã di sần, vâng, di sần rất là kỹ càng. Và để làm ra rồng, vâng ạ, hay phượng hay là đại bàng thì chia sẻ với anh chị nó tốn rất là dày công. Và anh chị ngắm thần thái nó có dã man đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp, rất là phê đúng không ạ? Và từ chiếc sừng này, sừng bên em cũng đã làm rất là sắc nét anh chị nhá. Từ bộ râu bên em đục kênh hẳn ra anh chị ngắm này, râu đục kênh hẳn ra rất là mềm mại, răng rất là sắc nhọn này, vâng, đang há miệng ra đúng không ạ? Thần thái đẹp này. Và vóc dáng của chú rồng thì đang uốn lượn theo với dáng thế hình chữ S. Và trên thân hình của chú rồng này thì em đục vảy kép anh chị nhá. Vâng, đục vảy kép rất là tốn nhiều công đây. Vâng, anh chị ngắm thần thái có đẹp không ạ? Rất là tuyệt vời, từ những cái phần râu này, đấy, râu này, sừng này, đấy, rất là đẹp. Và cả râu bên em đục kênh hẳn ra rất tuyệt vời, nhìn rất là thần thái đúng không ạ? Một tác phẩm hàng đỉnh cao
Vâng, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá. Vâng, và em sẽ di chuyển máy quay xuống dưới một chút để cho anh chị có thể thưởng lãm một chú rồng phía dưới nữa anh chị nhá. Hai chú rồng thì bên em đục như một. Vâng, cùng là một người nghệ nhân bên em hoàn thiện xong tác phẩm anh chị nhá. Vâng, đầu rồng di sần, vâng anh chị nhìn ngắm này. Đấy, di sần rất là đẹp. Vâng, thần thái đẹp dữ tợn này. Đấy, cũng với dáng thế uốn lượn này. Đấy, thần thái đẹp bóc tách cả ra. Đục những áng mây bóc tách cả ra rất là kỹ càng, và đặc biệt chân của chú rồng này cái móng vuốt rất là sắc nhọn anh chị nhá. Móng vuốt rất sắc nhọn. Đấy, phô ra cái phần chân chi rất là đẹp, kênh đục kênh hẳn lên. Ở phần đuôi bên em đục rất là mềm mại ạ. Đấy, tà áo cụ rất là phiêu, mềm mại gấp lếp, cái phần đuôi của tà áo còn vảnh lên nhìn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhìn rất là phê ở tác phẩm này nhá. Và trung tâm của tác phẩm ở phía dưới là bên em còn làm thêm một viên ngọc. Đấy, một viên ngọc mang lại bình an và may mắn cho gia đình nhà mình. Có cả áng mây này anh chị nhìn ngắm này. Và một tác phẩm nhìn rất là nghệ thuật đúng không ạ? Vâng, rất là nghệ thuật tác phẩm này, những cái làn sóng nước cũng đang uốn lượn lên. Đấy, nhìn rất là chân thực, rất là đẹp của tác phẩm này. Vâng, thần thái đẹp này, vóc dáng của ngài cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt anh chị nhìn ngắm này, cái bộ râu của ngài thôi nhìn nó rất là phiêu đúng không ạ? Nhìn rất là phiêu, nhìn rất là sướng mắt này. Đấy, đục tỉa tươi từng sợi, thần thái đẹp xuất sắc của một tác phẩm này anh chị nhá. Và em sẽ di chuyển máy quay ra xa, và em cũng sẽ di chuyển máy tác phẩm về phía đằng sau để anh chị có thể thưởng lãm tổng quan kỹ hơn tứ diện của tác phẩm anh chị nhá. Vâng, tác phẩm này thì em đục tứ diện, và phía đằng sau thì chủ đạo bên em làm những cái làn sóng nước này. Đấy, những làn sóng nước đang cuộn lên rất là đẹp đúng không ạ? Và phần trên này thì em làm những cái làn mây đang mây, những làn mây đang bay lơ lửng đúng không ạ? Rất là đẹp, nhìn rất là phê ở tác phẩm này nhá. Em cũng sẽ di chuyển máy quay và cũng như là di chuyển tác phẩm về phía mặt đằng trước để cũng sẽ thông báo lại thông số kích thước và cũng như là giá thành, giá trị của tác phẩm để anh chị có thể thứ nhất là cân đối chỗ kê, và thứ hai là cân đối tài chính của mình anh chị nhá, để sở hữu và dinh cho mình một tác phẩm đẹp như thế này. Và tác phẩm này của anh em có tổng chiều cao là 1m02, chiều ngang của tác phẩm là 37 và chiều sâu của tác phẩm là 28. Và bên em đang giao lưu tác phẩm này cùng với đại gia đình nhà mình với giá là 30 triệu đồng. Vâng, một con số rất là tròn trĩnh, rất là yêu thương đúng không ạ? Chỉ với 30 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu được một tác phẩm cụ đạt ma hàng Song Long, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, một cái tác phẩm hàng đỉnh cao. Vâng, nghệ nhân em có bàn tay khéo léo chế tác lên, thổi hồn vào tác phẩm và đục những cái đã đục rất là truyền thần anh chị nhá. Vâng, trung tâm là cụ đạt ma và phần trên và phần dưới là mùa hai chú rồng, còn hay còn gọi là hai chú long đang uốn lượn. Vâng, tác phẩm nói đến trong phong thủy là trấn trạch trừ tà, mang lại những cái vượng khí, mang lại những cái niềm vui, những cái điều may mắn này. Vâng, và anh chị có thể sở hữu tác phẩm này về, và chỗ kê của anh chị thì anh chị lên kê tác phẩm này hướng mặt cụ ra phần cửa chính hoặc là cửa sổ để ngài có thể xua đi những âm khí gia đình nhà mình anh chị nhá. Vâng ạ, và anh chị theo dõi video này của bọn em, thấy video hay, thấy tác phẩm đẹp thì ủng hộ cho em xin những cái nút like, và đồng thời nếu như có thể thì anh chị có thể chia sẻ cho em trai cái đường link video này trên các trang mạng xã hội và cũng như là trên trang cá nhân của mình để đông đảo anh chị và người thân biết đến xưởng tượng gỗ Hồng Vân em, và trong đây cùng thưởng lãm giao lưu với em trai rất là nhiều tác phẩm đẹp, rất là nhiều những tác phẩm VIP và được bên em chế tác trên các dòng gỗ gốc cây khác nhau. Và anh chị nào gần xưởng của bên em thì em cũng kính mời anh chị, vâng, có dịp thì đi qua xưởng của bên em, vào xưởng bên em để thưởng lãm và cũng như là giao lưu với em trai rất là nhiều những tác phẩm đẹp anh chị nhá. Và hai số hotline quen thuộc của bên em là 0987 336 318 và 0966 336 318 anh chị nhá. Anh chị quan tâm tới tác phẩm này thì hãy liên hệ qua số hotline của bên em, hoặc là anh chị có thể kết bạn Zalo để em có thể gửi hình ảnh chi tiết và cũng như là quay cái đoạn video ngắn để gửi tới anh chị nhá. Và kết thúc video thì em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị ạ.